Nhà đất Anh Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage Nhà đất Anh Hùng bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị chúng ta một siêu phẩm nhà đẹp thiết kế hiện đại nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài 17m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu theo kiểu kiến trúc lửng ngược, và đây là một căn nhà hẻm một xẹt sát mặt tiền đường chính đường Lê Đức Thọ nha quý vị. Chúng ta cùng để ý mặt tiền mặt chính căn nhà, một căn nhà phố hiện đại, không gian thoáng mát, xanh mát, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Nhà bao gồm khu vực sân đậu xe máy, khu vực đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng đông nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và chúng ta cùng để ý con hẻm trước nhà, con hẻm xe hơi. Con hẻm này khoảng chừng 6m xe hơi vào tận nhà, và khu nhà này chỉ có một mặt nhà thôi nên rất là thoáng mát, an ninh và yên tĩnh nha quý vị. Cách mặt tiền đường chính đường lớn khoảng chừng 30m thôi là ra đến mặt tiền đường chính đường lớn rồi. Phù hợp cho quý anh chị cũng như những vị khách hàng chúng ta vừa ở vừa làm văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Và căn nhà chúng ta đang giảm giá tới 400 triệu đồng cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Giá bán trước Tết Nguyên đán là 8 tỷ 800 triệu đồng còn bớt nha quý vị. Chúng ta cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà. Chúng ta thấy khu vực sân đậu xe máy bên ngoài, một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm bên trong. Và đây là khu vực gara xe hơi. Khu vực gara xe hơi thì khoảng chừng 8m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Hai bên tường thì ốp gạch tường lên cao tới trần, phía dưới ốp gạch 1m² và có đổ bê tông phía dưới rất là sạch sẽ và đẹp, cũng như là phù hợp cho đại gia đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa nha quý vị. Căn nhà này thì thiết kế theo kiểu lấn ngược, chúng ta sẽ có vực không gian phòng khách phía sau, phía ngoài sẽ là khu vực đậu xe hơi và xe máy. Chúng ta đang tiến vào không gian bên trong căn nhà thì chúng ta thấy này, trần thạch cao, đèn led và những ánh đèn chiếu sáng nhìn trong căn nhà rất là lung linh, tuyệt vời. Nhà mới, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh trong ngày, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80% giá trị căn nhà khi mua. Và điều đặc biệt là căn nhà chúng ta đang giảm giá tới 400 triệu đồng cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ Huy Hùng chào bán cho siêu phẩm nhà đẹp nội thất cao cấp này là 8 tỷ 800 triệu đồng còn bớt trong dịp cuối năm 2021, và giá bán này chỉ áp dụng cho đến Tết Nguyên đán thôi nha quý vị. Di chuyển vào trong, chúng ta tới với khu vực không gian phòng khách. Phòng khách phía sau này thì cũng là khu vực không gian lửng ngược, phía đằng sau thì gia chủ có tặng kèm sofa, tủ kệ tivi, màn hình tivi. Phía trên là trần thạch cao và đèn chiếu sáng cũng như là đèn thả rất là đẹp và cực kỳ sang trọng. Phía trên trần thạch cao thì có những ánh đèn led phải nói là rất là lung linh. Hai bên tường thì dán giấy dán tường, treo tranh, quạt gió. Và phía cuối nhà thì cũng có giếng trời, và vệ sinh thì nằm ngay ở phía dưới cầu thang như Hùng đã quay nãy mọi người đã thấy rồi. Và đây là không gian hơi lửng ngược, Hùng quay từ phía đằng sau ra. Hướng đông nam nha mọi người, cách mặt tiền đường Lê Đức Thọ chỉ khoảng chừng 20m thôi. Và sau căn mặt tiền là đến căn nhà chúng ta rồi. Và vị trí căn nhà thì nằm ngay khu vực ngã tư Lê Đức Thọ và Phạm Văn Chiêu, cũng như là chợ rau và chợ Thạch Đa. Kề bên nhà mình là nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình này, nhà thờ Thạch Đa. Trường học cấp 1, cấp 2 như là Nguyễn Trãi này, Lê Đức Thọ, Lê Quý Đôn, Huỳnh Văn Nghệ. Và các trường học điểm của quận Gò Vấp như là Nguyễn Công Trứ, Đường Thế Vinh. Cách công viên Làng Hoa 500m, cách chợ Hạnh Ông Tây 600m. Và di chuyển về sân bay Tân Nhất khoảng chừng
10 phút thôi, đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 25 đến 30 phút đi xe máy cho những vị khách hàng nào đang có nhu cầu mua một căn nhà mà làm việc trên địa bàn các quận trung tâm, thì từ căn nhà này chúng ta đi lên cũng khoảng chừng 25 phút đi xe máy thôi nha quý vị. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương trắng đen, có đề ba và có những ánh đèn LED ở khu vực cầu thang, nhìn rất là đẹp và cao cấp. Chúng ta đang di chuyển lên không gian tầng lửng phòng tiếp khách chính của phòng bếp của căn nhà. Cái phòng bếp của tầng lửng này thì chúng ta cũng thấy có đầy đủ nội thất, bao gồm tủ lạnh hai cánh này, khu vực tủ bếp trên dưới và khu vực máy hút mùi, bếp âm, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát, lò ghi sóng, bàn ăn 6 ghế. Và phòng bếp thì có trang bị ống máy lạnh để chúng ta gắn máy lạnh. Ngoài ra thì chúng ta có vệ sinh ngay khu vực không gian phòng bếp luôn nha quý vị, rất là tuyệt vời. Hai bên tường khu vực bếp tép thì có dán giấy này, ốp gạch giả, ốp gạch 1m2, ốp nhựa trang trí, và tủ bếp trên dưới thì được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường. Có khu vực bếp âm, máy hút mùi, bồn đựng chén bát, bồn đựng tủ đựng gạo. Và ngay ở khu vực phía trước của không gian phòng bếp là một cái ban công, thì có một những bộ bàn ghế mây ở đây và trồng những cái giỏ lan cũng như là những cây xanh. Ở ngay khu vực không gian phòng bếp thì rất là thoáng nha mọi người. Chúng ta có một lớp cửa nhôm Sinpha 4 cánh mở suốt ra bên ngoài. Khi chúng ta nấu nướng thì chúng ta có thể mở cửa ra, nó bay mùi trực tiếp ra bên ngoài, không khí bên ngoài luôn, rất là tuyệt vời. Đây là hùng quay từ phía ngoài nhìn vào không gian bếp của căn nhà. Thì với cách thiết kế đẹp, bố trí không gian hợp lý, nội thất cao cấp như thế này, và gia chủ đang kẹt tiền cần bán trước Tết Nguyên Đán thì đang có giá bán là 8 tỷ 800 triệu đồng, còn bớt thêm một tí nữa cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Thì quý anh chị chúng ta quan tâm đến căn nhà này có thể liên hệ trực tiếp với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà này có tới 6 phòng vệ sinh nha quý vị, phòng bếp có vệ sinh luôn này. Chúng ta có vệ sinh ngay ở khu vực không gian phòng bếp, một phòng vệ sinh tầng trệt và 4 phòng vệ sinh cho 4 phòng ngủ cũng như là phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và chúng ta sẽ có hai phòng, có phòng tắm nằm và bồn tắm nằm nha mọi người. Đây là hùng quay từ phía trên quay xuống không gian phòng khách. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển theo cầu thang lên tham quan không gian phòng ngủ của căn nhà này, xem có gì đặc biệt nha quý vị. Quý anh chị đang xem video trực tiếp tại một siêu phẩm nhà đẹp nằm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc trục đường Lê Văn Thọ cũng như là đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà đẹp siêu phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để được tư vấn và dẫn đi xem nhà cũng như được hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ vay ngân hàng. Và chúng ta sẽ vào không gian phòng ngủ nhé. Phòng ngủ thì chúng ta có giường ngủ 1m8 này, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh và nội thất trang trí bên trong của phòng ngủ thì rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy này, có đầy đủ hết nội thất rồi nha mọi người. Phía dưới vẫn là sàn gạch cóng kiếng 1m2, có máy lạnh tặng kèm, tủ áo rộng, đóng rất là đẹp, đều được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường, trần thạch cao, đèn LED và đèn chiếu sáng nhìn rất là lung linh, một tông màu rất là đẹp và cao cấp nha quý vị. Phía cuối nhà thì chúng ta sẽ có vệ sinh cho phòng ngủ luôn nha mọi người. Tất cả phòng ngủ đều có vệ sinh trong. Giá bán do gia chủ đang kẹt tiền bán gấp, trước đây thì căn nhà này chào bán với giá là 9 tỷ 2, nay kẹt tiền gia chủ đã giảm 400 triệu đồng để bán nhanh trước Tết Nguyên Đán cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Phòng vệ sinh thì chúng ta có bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, đèn LED và phòng vệ sinh ốp gạch trang trí lên phun trần. Chúng ta có bồn tắm đứng, vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen bên trong nha. Đầy đủ không gian và nội thất đẹp. Vị trí cũng khá là đắc địa, nằm sát với mặt tiền đường chính, rất là phù hợp cho quý anh chị chúng ta ở làm văn phòng công ty, buôn bán hàng online, showroom, spa đều rất là tuyệt vời. Và điều đặc biệt là căn nhà này có nội thất tương đối là hiện đại. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Chúng ta thấy bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi này, bồn tắm nằm, massage nước và vòi tắm hoa sen cũng như là phòng vệ sinh, thì nó là trang trí rất là tuyệt vời nha mọi người. Nhà thì có 4 phòng ngủ, tất cả phòng ngủ đều nội thất đẹp như thế này. Cái phòng ngủ phía trước này, chúng ta cũng có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, máy lạnh, ban công phía trước trồng cây xanh và màn rèm cửa hai lớp, cửa nhôm Sinpha ra ban công đều rất là tuyệt vời. Cách mặt tiền đường chính rất là gần, nhưng đang thấy đấy, sát mặt tiền đường luôn. Và đây là không gian phòng ngủ số 2 nha. Phòng ngủ số 2 thì gia chủ thiết kế đẹp hơn phòng ngủ phía sau một tí xíu nha. Một bên là tủ kệ áo này, tủ kệ tivi, khu vực máy lạnh, có khu vực để đọc sách. Quý anh chị đang xem video trực tiếp được nhà đất Huy Hùng quay tại căn nhà với vị trí đắc địa, hẻm xe hơi, sát mặt tiền đường, nằm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, kề bên là công viên Làng Hoa, chợ nhà thờ Thạch Đà và
siêu thị, cách siêu thị Lotte Mart còn chừng 5 phút đi xe máy thôi. Và vị trí vô cùng đắc địa, di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng chừng 10 phút và đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 25-30 phút đi xe máy. Quý anh chị nào quan tâm đến căn nhà cũng đang giảm giá này thì hãy liên hệ với Huy Hùng để được tư vấn và dẫn đi xem nhà ngay, cũng như được hỗ trợ pháp lý này, hỗ trợ vay ngân hàng này, làm giá tốt khi mua này. Và nhà này thì sổ hồng riêng, không cầm cố ngân hàng nha quý vị. Chúng ta mua bán thì sẽ công chứng nhanh trong ngày luôn. Anh gia chủ đang cần bán gấp trước Tết nên đã giảm giá tới 200 triệu đồng, giá bán chỉ áp giảm giá tới 400 triệu đồng. Giá bán này Hùng xin lưu ý mọi người là chỉ áp dụng trong dịp cuối năm, đến Tết Nguyên Đán, qua Tết Nguyên Đán thì chúng ta sẽ có giá khác nha. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 thì chúng ta thấy nó cũng giống phía dưới nha. Nó cũng giống những cái phòng ngủ phía dưới. Như vậy là gia chủ sẽ trang bị cho chúng ta 3 phòng ngủ full nội thất nha mọi người. Phòng ngủ số 3 này. Đây, chúng ta đang tham quan. Hãy liên hệ ngay cho Huy Hùng để được bên em tư vấn, dẫn đi xem nhà, hỗ trợ quý anh chị chúng ta mua nhà với giá tốt và còn được hỗ trợ vay ngân hàng nữa nha quý vị. Bên Nhà Đất Huy Hùng là một kênh bán nhà lâu năm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những căn nhà đẹp trên địa bàn đều được Nhà Đất Huy Hùng quay trực tiếp gửi đến quý anh chị chúng ta. Nên là tất cả những căn nhà Hùng quay đều là những căn nhà hình ảnh thật 100%, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Và chúng ta mua bán thì gặp trực tiếp chủ để thương lượng nha mọi người. Quý anh chị xem video bên Nhà Đất Huy Hùng thì nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và nhấn like để liên tục được cập nhật những video mới nhất, những sản phẩm nhà bán đẹp nhất trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta có thể chọn lựa cho mình một căn nhà ưng ý, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Đây là khu vực sân thượng sau thì chúng ta để máy giặt này, để sân phơi và có ốp gạch trang trí rất là đẹp rồi, sân thượng sau nha quý vị. Và bên ngoài sẽ là không gian sân thượng trước cũng như là khu vực không gian trồng cây xanh, và khu vực này chúng ta có thể làm thêm phòng thờ. Sân thượng phía trước của căn nhà này được trồng rất là nhiều cây xanh, những ánh đèn LED rất là lung linh và tuyệt vời. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì Hùng quay màu sắc cũng rất là đẹp. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà này thì hãy gọi cho Huy Hùng nhé. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem. Nhà đối diện là sân bay nha, và cách mặt tiền đường rất là gần này. Nhà Đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị chúng ta ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.